gì hết chứ. Trai đắng gà trai, gái nào phải gái, đồng tình hay luyến ái, mà sao phụ nữ con trai. Bây giờ chú muốn con hát trước bạn? Con hả chú? Con hát bạn trước bạn. Con hát bài gì? Con trên mạng con cũng nổi tiếng với danh nhạc vàng. Con đâu có vừa gì đâu, con hát bạn coi. Cái núi giang tay đi hả? Bạn đang thuộc mà. Hát chung thôi. Nói giọng là vui đề mới đề gì bà nội. Nhớ. Ngày mẹ tin con gà, tánh tình siêu lạ thương. Mẹ con trong dòng mẹ gà trai. Bạn nào tụi con luôn là hát nha, không có hát nữa bạn nha.
Trương Tinh Quang, 87 tuổi. Bây giờ xin mời cùng mọi người cùng về và đặt thật lớn cho guitarist chú Quang. Sao chút té vậy? Dạ ok chú, cảm ơn chú nha. Rồi hay quá chứ. Hát vui rồi. Rồi đúng cuộc rồi, chứ có sao không? 20 ngàn. Dạ. 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 D
Cái đèn lên không? Ủa? Đi về chứ. Chứ uống bia đi. Không. Không dùng ăn. Chị không chở chứ chạy rồi. Ok em. Chị. Chứ không có đăng nhưng mà ăn cua vẫn được nha. Chứ uống sơn hàng hay vậy á. Má cái bàn có chút xíu à má. Má hay quá. Con lo cho cứu rồi. Bà có đồng đồng là đi Lâm với lại anh nè. Anh gì? Mời gái cơ mà. Có lòng tay cho tôi không? Ở đây xung phương lòng tay tôi 1 triệu chăm sóc cho 20 người đó. Trời ơi. Còn bà có lòng tay tôi không? Tôi chăm sóc cho bà. Bà ăn cua không? Bà ăn cần bà. Ủa cua không ăn mà đi ăn nó chứ. Này mẹ. Bình thường thích ăn cua lắm mà. Hôm bữa thấy cái clip mà ăn cua không được lấy dép đập đập nữa mà. Cái cua chê ăn cũng không thiết cái đầm đi ăn đầm trong trên con tí đánh con cua đẹp ăn sầu bên sao phải làm em máu một nửa ta bầu cho ngầm nữa mới làm được đầm còn làm món kẻ đông ơi à, không ăn đâu. Có gì vậy? Cua mà chê. Má để là phân bì nữa mà. Không. Anh làm ăn rồi. Bánh bèo hay đi phân bì. Ai rồi. Chết. Mấy chị bà trai nữa chăm sóc cho bà cho. Là bỏng mà sợ gì? Ghen cái gì mà ghen, bà cũng là bỏng mà. Bê đi. Bà đẹp. Ủa sao đâu chút xíu à, chế xíu à. Vô! Vô quá mọi người ơi, vô quá mọi người ơi. Điểm đây nè Lai. Bắn lưới đi, còn bắn đi chỗ đất nhà. Nói lại đi, bây giờ 1, 2, 3, bây giờ là sinh nhật của chị Phương á, chị chứ có đôi lời gì muốn gửi gắm. Sinh nhật cô Phương. Chúc cô Phương bánh ấy cùng bánh chi số đã. Khổ lắm rồi. Rồi bây giờ hát bài hát Happy Birthday nha. 2 3 Happy Birthday to you. Hát đi. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday bé Phương đích tử. Nè nè, ở trên đây bình luận là chúc ơi cho con số đề để ngày mai con quýnh tiểu lô. Mới bến tre 15 năm mốt. Cho số chính xác lắm nha. 15 vũ. Xỉu chỗ ba con. Hôm nay là vũ rồi chứ. Không biết đâu. Ba con không biết thôi là bơi nha. Mấy bạn có quýnh quýnh vậy nha. Mọi người khi mà mọi người nhớ là bến tre Vũng Tàu nha. Khi nghe gì gì chất cho mọi người số mọi người chúng là mọi người nhớ ra chị Phương là ủng hộ cho gì cho gì chất 10 tờ vé số hoặc 20 tờ vé số nha mọi người. Chị Đông Đông em nhuộm đầu tóc gì mà túi em nhuộm màu đỏ với màu xanh. Ờ dạ về quê chồng cái gì á. Chất ta hỏi bán gì màu dầu kìa. Bán xì ke đi. Trời ơi. Trời ơi bán gì màu dầu chất ơi. Làm sao có thể đẹp giống như gì chất. Qua Mỹ đi. Mỹ làm gì? Ngày á biết uống gì không? Uống gì vậy? Trường chanh bắc lão á. Uống chanh bắc lão. Hello mọi người, nha đây là cô chúc nha mọi người ơi. Hôm nay là ê mặt bộ này mập quá đầu. Đào nào lộn người á. À đông đông. Đúng rồi, nhưng mà đẹp. Nhớ mập mà đào đẹp ốm dễ thương. Mập đẹp ốm dễ thương. Nó quen con đào vũ bự cơ bên đậm. Đây mọi người ơi, cả nhóm mọi người. Mọi người đây đi ăn sinh nhật của chị Phương nha.